Dạ, chào anh. Rồi, trước tiên anh gửi lời chào tới cho tất cả mọi người đang xem chương trình của Thành Viên Vài Điều anh ha. Dạ, xin chào mấy anh mấy chị trên cộng đồng mạng của anh Thành Viên. Em tên là Quỳnh Hồng Ấn. Anh tên là Huỳnh Hồng Ấn. Ấn. Em tên là Quỳnh Hồng Ấn. Dạ. Sinh năm 1982. Vâng, Huỳnh Hồng Ấn 1982. Dạ. Vâng, anh đến từ đâu anh ạ? Em đến từ Sa Đéc Đồng Tháp. Đồng Tháp ha. Dạ. Vâng. Đồng Tháp mới qua đây thì chắc cũng khoảng tiếng như nhiêu? Cũng gần đó, tiếng đồng hồ. Tại em đi tiếng đồng hồ đó. Dạ. Ok anh, đây bây giờ anh cho thành viên hay nào. Họ tên anh Huỳnh Hồng Ứng thì thành viên biết rồi. Dạ. Năm sinh biết rồi. Còn công việc của anh thì như nào ạ? Em làm tài xế chạy giao qua cái tạp hóa. Tài xế. Nhà phân phối. Giao là chạy xe quán. Giao hàng. Giao hàng. Lúc trước thì mua bán, thích mua bán như đó. Nhưng mà khi mà ly hôn rồi cái có một mình một cái hay đi làm này làm kia. Chứ có một mình một thì nhảy ra buôn bán thì nó hơi khó khăn. Vâng. Khi mà có vợ con làm chung thì nó dễ dàng hơn. Vâng. Vậy là anh đã ly hôn vợ được nay là mấy năm đấy? Tính tới nay cũng gần 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi. Dạ. Dạ. Trong khoảng thời gian đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai không? Không đâu. Trong cái thời gian đó thì không có tìm hiểu ai. Lo đi làm vòng vòng vậy đó. Thế rồi cái cơ duyên nào mà anh biết đến chương trình của Thành Nguyên rồi anh mới qua đây? Thì cũng lâu lâu mới xem vài bữa, lâu xem vài bữa. Xem hồi năm trước là giờ trước có đăng ký kênh, giờ để đó. Vậy cái cũng lâu cái coi vài ngày, lâu có lên coi vài ngày, giờ hôm bữa cũng lên coi. Dạ. Rồi thôi mới điện coi được hay không, được thì điện nữa, còn mới nói chuyện qua, còn không được thì thôi luôn. Nhưng mà lúc trước thì không có điện, chỉ có coi thôi chứ không có điện. Vâng. Chương trình của Thành Nguyên thì Thành Nguyên chỉ làm qua trực tiếp thôi, chứ không có qua Zalo hay qua điện thoại này kia đó. Cho nên là ai muốn tham gia thì bắt buộc là phải cầm theo những giấy tờ liên quan. Về đây để Thành Nguyên xác minh để cho đối phương người ta yên tâm hơn. Rồi cái thứ hai nữa thì qua đó mình bày tỏ bản thân hay là mình bày tỏ tới ai đó, mình nói trực tiếp như vậy này thì người ta nhìn vào cái ánh mắt, nhìn vào cái cử chỉ của mình, người ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn là bây giờ mà mình cứ ở nhà bấm bấm mà kết nối thì làm sao mà kết nối được, đúng không? Nó cũng không có đâu ra đâu rồi, vì ở nhà mà cấp bấm mà để kết nối nó không có đâu ra đâu hết. Không rồi. Có gì vô cái gì thì mình thì không có thích cái tào lao đó. Thành ra cho nên không có kết nối được. Với lại là để mà mình có thêm nhiều thời gian để mà mình đi xác minh này kia kia nọ thì nó cũng khó, đúng không anh? Khó. Nhưng còn lên đây thì xác minh thì cái điều đó Thành Nguyên đã làm rồi. Bây giờ mọi người chỉ xem rồi thấy ai phù hợp thì mình tới thôi. Tới mình trò chuyện với nhau thì tìm hiểu, nếu được thì tới, còn không được thì thôi vậy. Dạ đúng rồi. Rồi ok anh, thì bây giờ anh mong muốn bày tỏ đến ý tưởng nhân của mình như nào nè? Mình thì đó giờ em làm chứ, chỉ lo làm con à, nhưng mà không có hút thuốc, nhậu thì ít, nhưng mà thích làm. Còn nếu kiếm một người nào hiền á, biết ông bà, biết cha mẹ, rồi biết tu chút là sẽ được. Vâng. Chứ không biết là cái tuần đó, có nghĩa là cái tính nó phải thuần tính một xíu, đúng không? Nữ tính. Nó hiền chút hiền là hiền. Sẽ biết ông bà cha mẹ thì nó sẽ đỡ hơn. Biết đối nhân xử thế, biết đối nhân xử thế đó. Như vậy đó. Dạ. Độ tuổi các cô thì anh mong muốn như nào? Độ tuổi thì không quan trọng đâu. Nếu như có duyên có nợ thì nó hợp thì tới đâu thì mình đến tới đó. Dạ. Độ tuổi là không có quan trọng. Không có quan trọng. Vâng, thế thì dễ rồi. Thế rồi về hình thức, về công việc, về điều kiện người đó là sao? Hình thức thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là cái là biết ông bà cha mẹ đó, biết lo chuyện trong gia đình đó, chứ biết có nhân xử thế vậy thôi. Chứ còn lúc trước giờ thì chuyện nặng nhẹ hay là trong ngoài gì mình cũng lo làm không à. Em làm không, em làm ở trên. Nhưng mà tại vì lúc trước có bà vợ nó không có được giữ ý. Nói chung ra thì cũng 10 năm rồi. Vợ thì ở trong nhà, còn nắng mưa cực khổ là em bươn chải mà em làm hết.
nhưng mà cái tình thế càng ngày nó cảm như nó hết duyên hay sao á, nó hay dẫn đến những cái sự cãi giả, nó có bất hòa đồng đi. Rồi cái hay cãi hoài cái nó dường như thánh tình nó không có phù hợp nữa. Thành ra mình mới đi dị. Mà trước khi đi dị đó cũng cho thời gian cũng cả năm nữa đó. Thay vì mình ly dị liền một cái một, nhưng mà không, rồi bắt đầu mình nói trầm tĩnh lại, rồi bắt đầu để cố gắng làm lại. Thêm một thời gian nữa rồi không được rồi mới chấm dứt luôn. Thì lúc trước vợ của mình thì ở nhà không, mà bà cũng nói giữ thì bà không giữ, nhưng mà bà có nhiều như thế không được như ý. Vâng, thì cái chuyện mà đã qua rồi thì theo em thì mình cũng cho nó qua ấy ha. Bây giờ mình hướng về hiện tại tương lai thôi, mình sẽ tìm những người mà phù hợp với mình hơn, tìm người phù hợp hơn. Chứ gia đình nói chung là gia đình nó thì tôi thì cũng nói chung có hiếu thì không có hiếu, tại vì bôn ba ở ngoài, nhưng mà cái cha mẹ là đặt hàng đầu không à. Vâng. Cái cha mẹ ông bà là cái lúc nào cũng đặt hàng đầu hết chứ. Vâng. Thành ra nó vậy, còn vợ thì nó ngược lại, thành ra nó càng ngày càng hơi xa vậy ha. Chỉ cần tìm nó là lớn cũng được mà nhỏ cũng được, làm sao mới phù hợp với mình, coi tánh tình làm sao được là được. Vậy rồi anh Ứng là có mấy người con? Em được hai đứa con, một đứa con trai thì 14 tuổi à. Vâng. Năm nay lên lớp 8, còn đứa con gái thì 10 tuổi. Vâng, bây giờ là ở với mẹ hết? Không, nó ở với bà nội, ở với em. Cả tại hai vì... đứa ở với bà nội? Dạ, vâng. Hai đứa. Tại vì nói chung thì em thì tánh em mềm lòng lắm. Vâng. Thành ra sợ xa đứa nó tội nghiệp, em không có chịu nổi. Vâng. Em thì tánh em, cái điểm yếu của em rất là mềm lòng. Em thấy mà ai mà khổ sở em chịu không có nổi. Thành ra hai đứa con em phải dành em lo cho nó. Vâng. Được như thế thì cũng khá tốt rồi. Anh đi làm rồi về nuôi hai đứa con. Có bà nội nuôi tiếp, tại vì ở chung gia đình. Vâng. Rồi vợ lâu lâu có ghé qua thăm không? Không đâu. Ồ vậy hả? Còn nếu như con em nó nhớ thì nó rồi đi ra ngoài thì em chiều con, em đưa ra ngoài rồi em đi về. Còn nó ở đó nó chơi, rồi chừng nào nó về trong này thì em rước. Vậy đó. Thế rồi sau này mà các cô nào mà kết nối với anh thì mà đang vướng bệnh con nhỏ đó thì nó có gây cản trở khó khăn gì cho anh không? Không đó. Tại vì tánh của mình thì thương nít lắm. Thương thầy con ha. Thương nít lắm. Nhiều khi thấy nó hoàn cảnh nó khó khăn hay là bất cứ đứa nào cũng vậy. Nói chung ra là tánh mình mềm lòng, thương người. Dạ. Vậy là sau này mà ai mà đang có con nhỏ thì thương mẹ là bế con luôn đúng không? Bế con. Không có nặng con như vấn đề đó. Thương con như con mình thôi, dù con của ai cũng vậy. Ngoài những khi ngoài đường cũng vậy, nó nít nó đâu có tội, mình cần cái sự bảo vệ của nó. Đúng rồi. Cái sự đùm bọc. Dạ, thành ra em suy nghĩ như vậy là em thương nít chứ. Ví dụ như sau này các cô mà ở ngoài miền Trung, miền Bắc hay là những vùng xa hơn nữa thì anh Ứng có mở lòng với các cô không? Có. Thì dù cho ở đâu cũng được, nhưng mà chủ yếu là cái tấm lòng thôi. Là chịu về trong này thì cùng chung với mình xây dựng ở cái tương lai là được. Và đâu có tình thương dành cho mình thì mình cứ đón đúng không? Vậy là anh sẽ quyết định là đưa các cô về nhà mình. Ví dụ như có đi làm ở đâu cũng được, nhưng mà cũng một thời gian thôi à. Tại vì cha mẹ già có mình à. Thành ra em phải ở nhà. Em phải về chăm sóc cho cha mẹ già chứ không thể nào bỏ đi được. Thì trong cái lúc này thì vẫn đi làm ăn được bình thường. Nhưng mà đi là phải về đúng không? Đi làm cũng về. Vâng. Cái điều kiện và cái mong muốn và cái tiêu chí của anh Huỳnh Hồng Ứng đến từ Đồng Tháp thì Thành Nguyên thấy là khá là dễ đó. Thì quan trọng là sau ngày hôm nay này, mình mới biết được cái duyên của mình nó nằm đâu. Thì mình mong muốn sao thì mình cứ bày tỏ lên, và Thành Nguyên thấy thì khá là dễ rồi. Cô nào đó mà thấy anh Huỳnh Hồng Ứng mà thấy phù hợp với mình thì cứ liên hệ với Thành Nguyên để Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Thành Nguyên cũng nói với anh Ứng luôn là trên kênh của Thành Nguyên đó thì về cái độ tuổi như của anh ấy, hay là trên dưới ít nhiều gì đó thì rất là nhiều. Và cũng cùng cái mong muốn giấu nhanh cũng khá là nhiều. Thì ví dụ như sau ngày hôm nay cô nào đó mà chưa lên phỏng vấn thì có thể người ta sẽ lên đây để mà bày tỏ lại với anh. Và qua đó Thành Nguyên cũng nói với anh luôn là
anh cứ sắp xếp thời gian về lục lại những cái clip trên kênh của Thành Nguyên đã lên, có một số chị đã lên ghi hình đấy. Cũng có rất là nhiều người mà nằm trong cái tiêu chí của anh mà người ta chưa có đủ duyên, thì mình cứ xem lại nhé. Biết đâu đó phù hợp thì cứ gọi cho Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ gửi số qua cho anh chị. Cái tại vì mình thì hiền thì thích những cái người hiền ha. Mình thích gì đó, cái còn những cái gì khác khó thì thôi. Mình cũng không biết nói gì hơn. Thì chỉ bày tỏ những gì đó, còn nếu như ai thấy được thì cứ alo cho em. Rồi ok anh, thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh Huỳnh Hồng Hứng đến từ Đồng Tháp thì em cũng đã ghi nhận đây. Sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô. Để như thế nào đó thì việc của anh Hứng là cứ chờ thông tin anh ha. À, không biết là cuối chương trình thì anh Hứng có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các cô vài điều, cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên nè. Cũng không biết có gì hết. Không biết nói gì hết. Trong cái dường như lâu lắm mà mình cũng không có lời lẽ gì để tỏ bài với mấy cô đâu. Thành ra chỉ là khi đi làm rồi về đi uống cà phê rồi là thôi. Tại vì mình ít có bạn bè lắm, không có bạn bè, không có nhậu nhẹt nhiều. Còn hút thuốc thì tuyệt đối là không, chỉ thích làm mua bán gì vậy thôi. Mình thích mua bán mà ngang ý lắm. Thành ra bạn thì cũng ít, thành ra những cái lời lẽ mà để nói thì ít. Rồi ok anh, thì thật ra là có mười mấy 20 phút trên kênh của Thành Nguyên á, thì để mà hiểu hết ý của một người nào đó thì cũng khó anh ha. Có sau này mà ai kết nối với anh á, thì mình sẽ về trò chuyện nhiều hơn, rồi mình sẽ biết về nhau rõ hơn. Rồi ok anh, thì em cũng chúc cho anh Ứng thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm được đi công nhân, mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên cho quý vị nhé. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung cho cái bên để ủng hộ chương trình cho Thành Nguyên ha quý vị ha. Rồi em cũng chúc anh xin được về bản trời bình an ha. Chào anh. Chào quý vị.